Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại Quảng Bình. Các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Minh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trở thành truyền thống tốt đẹp, làm nên sức mạnh Việt Nam, một dân tộc anh dũng, kiên cường và nhân văn. Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện quan trọng, là dịp toàn thể dân tộc Việt Nam tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công, gia đình chính sách đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Bình, chiều nay ngày 20 tháng 7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch đã phấn đấu và đạt được những kết quả khả quan trong lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy Đảng các cấp, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện 6 chương trình hành động, 3 đề án thực hiện các nhiệm vụ đột phá quan trọng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng thời phân công các đồng chí huyện ủy viên ban thường vụ huyện ủy bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở để định hướng, chủ động giải quyết xử lý các vụ việc phát sinh nổi cộm trên các lĩnh vực. Về nhiệm vụ xây dựng đảng, đảng bộ đã thực hiện hiệu quả quy định số 01 ngày 3 tháng 3 năm 2016 của ban thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Triển khai các nghị quyết đại hội đảng các cấp về xây dựng đảng và các nghị quyết hội nghị trung ương đảng 4, 5, 6, khóa 12 bằng các chương trình hành động cụ thể. Việc triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với các nội dung chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị, quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư khóa 11, quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 tiếp tục được cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm và triển khai thực hiện. Nhiều địa phương đơn vị đã có những cách làm mới, sáng tạo, đã tiến hành tổng kết nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, sơ kết một năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã ban hành nhiều văn bản để kết hợp trong thực hiện, bảo đảm tính hiệu quả như quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, quyết định ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy cơ sở phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Những kết quả đó đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo tiền đề chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng đảng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng và tổ chức cán bộ, bộ máy biên chế trên địa bàn trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, đã nhấn mạnh về những thành tựu của Đảng bộ huyện Bố Trạch đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Bố Trạch đã luôn bám sát kế hoạch của Trung ương để xây dựng kế hoạch hành động kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị cơ sở ổn định, chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện được nâng lên, đã kịp thời triển khai sắp xếp, sáp nhập một số thôn và triển khai thành công mô hình nhất thể hóa ở một số cơ quan địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Bố Trạch vẫn còn một số khó khăn về nguồn cán bộ cơ sở, nhất là ở vùng giáo. Loại hình đảng bộ bộ phận ở một số nơi hoạt động chưa thật sự hiệu quả,
việc sáp nhập tổ chức bộ máy ở một số đơn vị, hội quần chúng trên địa bàn còn chậm, tinh giản biên chế chưa được thực hiện quyết liệt. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả Đảng bộ huyện Bố Trạch đã đạt được. Đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương lưu ý, Bố Trạch cần xác định thế mạnh về nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên và truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương để phát triển. Muốn phát huy được các yếu tố đó, Bố Trạch cần coi trọng quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, dịch vụ du lịch, về quốc phòng an ninh, không được chủ quan, luôn quan tâm và coi trọng nhiệm vụ giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chủ động công tác đối ngoại, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nhất là những nội dung liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cụ thể hóa và nêu gương cán bộ đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể hóa và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 với tinh thần mạnh dạn và quyết tâm cao. Cũng trong chiều nay ngày 20 tháng 7, đồng chí Phạm Minh Chính và đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã đi thực tế cơ sở và làm việc với Đảng ủy xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch. Trung Trạch là xã biên giới biển có hơn 1.380 hộ dân với hơn 5.700 nhân khẩu. Đảng ủy xã có 13 chi bộ với 387 đảng viên. Hàng năm đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh. Sản lượng lương thực hàng năm của xã bình quân 1.400 tấn. Sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đạt gần 600 tấn. Thu nhập bình quân đạt 33,4 triệu đồng trên một người một năm. Hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,12%. Trung Trạch là xã nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình. Thực hiện nghị quyết 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cấp ủy, chính quyền xã Trung Trạch đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết với mục tiêu sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy, bố trí lại lao động phù hợp nhưng không làm ảnh hưởng xáo trộn đến tư tưởng đời sống cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Đảng ủy Trung Trạch đã chỉ đạo các chi bộ và đảng viên thực hiện bổ sung kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và phân công trực tiếp các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện của các chi bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên trong xã đã hoàn thành xong việc cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái từ diễn biến từ chuyển hóa. Bên cạnh đó, Đảng ủy Trung Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm từ phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết, xây dựng chương trình hành động về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tại buổi làm việc, theo gợi mở của đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, các đồng chí trong đoàn công tác đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, công tác cán bộ ở cấp cơ sở, bộ máy, vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Trạch đã nỗ lực phấn đấu đạt được, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã không được tự thỏa mãn với những kết quả đạt được mà chủ quan, do đó cần tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mỗi một đảng viên phải thực sự gương mẫu, muốn đảng bộ mạnh, trước hết từng đảng viên phải mạnh. Cán bộ đảng viên phải có sự gắn bó gần gũi với từng hộ gia đình. Đảng ủy xã phải xác định được vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, làm tốt công tác cán bộ ở cơ sở, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ. Đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương cũng đã cho ý kiến chỉ đạo về một số kiến nghị đề xuất của Đảng ủy xã Trung Trạch. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng 50 suất quà cho người có công với nước hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Trung Trạch và huyện Bố Trạch. Trước đó trong sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là một trong những nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất, là nơi quy tụ hơn 10.200 phần mộ của các liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính quy tụ gần 9.500 mộ liệt sĩ, trong đó có nhiều ngôi mộ tập thể. Trong niềm xúc động, tri ân sâu sắc, sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí trong đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Ngay sau lễ viếng, đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí cùng đi trong đoàn đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các liệt sĩ đang yên nghỉ tại hai nghĩa trang này. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đã trực tiếp trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách sinh sống trên địa bàn thành phố Đông Hà và tặng 80 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị nhân dịp cả nước kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cũng trong sáng ngày 20 tháng 7, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Tình, 83 tuổi, có chồng và một con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện đang sinh sống tại phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay ngày 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện ủy Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Can, sinh năm 1922 ở thôn Thể Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, có chồng và con trai là liệt sĩ. Gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bòn, năm nay 98 tuổi, ở thôn Phủ Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, có hai con trai là liệt sĩ. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của các mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong các mẹ tiếp tục được sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Tuyết ở thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa. Bà Lương Thị Huệ là thương binh 4/4, thôn Xuân Sơn, xã Văn Hóa. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương binh vì độc lập của dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn, thường xuyên quan tâm chăm lo về vật chất và tinh thần đối với những gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Đại hội Hội Kế toán và Kiểm toán tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023. 6 tháng đầu năm, Quảng Bình phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 1.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Minh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở. Chiều nay ngày 20 tháng 7, Đại hội đại biểu Hội Kế toán và Kiểm toán tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Hội Kế toán và Kiểm toán tỉnh Quảng Bình là tổ chức nghề nghiệp được thành lập theo quyết định số 1791 ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hội được thành lập nhằm tập hợp đoàn kết các tổ chức và cá nhân làm nghề tài chính kế toán, thuế và kiểm toán ở tỉnh Quảng Bình. Căn cứ vào tôn chỉ, mục đích hoạt động của hội cũng như tình hình thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ của Hội Kế toán Kiểm toán trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, kiện toàn hoàn thiện cơ cấu tổ chức hội, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp và hỗ trợ tư vấn liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế cho hội viên và các đối tượng có nhu cầu, phấn đấu xây dựng hội trở thành một trong những hội nghề nghiệp đáng tin cậy về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và thuế. Đại hội cũng đã thông qua điều lệ và bầu ban chấp hành Hội Kế toán và Kiểm toán tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 đồng chí. Ông Võ Minh Doan được bầu làm Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế, trong đó tiềm năng du lịch được đánh giá đứng hàng đầu Việt Nam. Quảng Bình cũng là môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm thủy sản.
Với trên 5.300 doanh nghiệp lớn, nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi phải thành lập hội kế toán và kiểm toán nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên. Đồng chí yêu cầu hội kế toán kiểm toán cần hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Cùng trong chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp Ban chỉ đạo dự án phát triển bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình về tình hình thực hiện dự án 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện các tháng còn lại của năm 2018. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo dự án chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, dự án SRDP tiếp tục triển khai đồng bộ trên địa bàn 40 xã tại địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ban quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân cho các tiểu dự án. Trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân trên 65 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đã tập trung nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả cả trong và ngoài mục tiêu dự án, đẩy mạnh xây dựng tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu đối với một số chuỗi giá trị như bưởi, bơi lơi, nghệ, cà gai leo. Trong đầu tư cơ sở hạ tầng công, ban quản lý dự án đã thực hiện hoàn thành 77 công trình trên 82 công trình được phê duyệt. Tuy vậy, so với kế hoạch tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, để hoàn thành kế hoạch những tháng cuối năm 2018, ban quản lý dự án SRDP cần tiếp tục đôn đốc quyết toán các công trình đã hoàn thành để nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp từ năm 2017, tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác triển khai nhân rộng các tiểu dự án, tổ chức các hội thảo đánh giá hiệu quả tác động của dự án, bổ sung kế hoạch công tác ngân sách năm 2018 trên cơ sở cân đối các nguồn vốn, hạng mục ngân sách của dự án, đảm bảo giải ngân 100% vốn theo hiệp định tài trợ đã ký kết, tăng cường truyền thông phổ biến các bài học thành công của dự án và chuẩn bị các thủ tục báo cáo kết thúc dự án. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào sáng nay ngày 20 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thị xã đã xem xét đánh giá sâu sắc toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, ban nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm 2018. Kỳ họp đã dành thời gian để chất vấn một số thành viên Ủy ban Nhân dân thị xã, thủ trưởng các phòng ban, ngành có liên quan về những vấn đề mà đại biểu cử tri quan tâm, như tình trạng khai thác cát trái phép dọc sông Xanh và ven biển phường Quảng Thọ ảnh hưởng đến tính bền vững của tài nguyên môi trường, việc chậm trễ trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng xuống cấp một số tuyến đường ở vùng Nam thị xã, hiệu quả sau khi thực hiện chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp, vấn đề rác thải vùng nông thôn, quản lý đô thị. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế yếu kém cần khắc phục, đồng thời lưu ý các nhóm giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng. Các kết luận của chủ tọa kỳ họp trong thời gian sớm nhất. Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thị xã cũng đã thông qua 4 nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã, về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thị xã năm 2019, về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thị xã năm 2018, về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2017. Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch khóa 19 cũng đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh những tháng còn lại của năm 2018. Đặc biệt tại kỳ họp, nhiều vấn đề đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện quan tâm, chất vấn các phòng ban và các ngành liên quan, như vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác đất, cát sỏi trái phép trên địa bàn, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, thực trạng sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, quy trình quản lý sắp xếp đánh giá đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, việc chuyển đổi vị trí công tác ở cấp xã, cấp huyện và các đơn vị liên quan, vấn đề quản lý cả cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, bảo vệ người tiêu dùng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, vấn đề quy hoạch xây dựng khu diệt mổ gia súc tập trung tại một số địa phương, giải pháp giúp người dân sống gần rừng có điều kiện phát triển kinh tế, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả giá trị kinh tế cho người dân. Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch khóa 19 cũng đã nhất trí thông qua các nghị quyết.
trong đó có nghị quyết miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện, xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa 11 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung của các báo cáo, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian tới và chất vấn các ban ngành liên quan đến một số lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, điện lực, bảo hiểm xã hội, tài nguyên môi trường, kinh tế hạ tầng, lao động thương binh và xã hội, y tế. Kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết gồm: chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018, phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Tuyên Hóa nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới. Ngày 20 tháng 7, kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân huyện Minh Hóa khóa 19 cũng đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét 11 báo cáo và 3 tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng ban đơn vị cấp huyện. Bên cạnh việc thảo luận nội dung của các báo cáo tờ trình được trình bày, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian để chất vấn thủ trưởng các phòng ban đơn vị cấp huyện về các vấn đề liên quan đến một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên và môi trường, khai thác khoáng sản, công tác quản lý bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp một số công trình phục vụ đời sống dân sinh ở các xã vùng sâu vùng xa, bất cập trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, việc giải quyết các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng còn chậm trễ và một số vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, thủ trưởng các phòng ban đơn vị liên quan đã trực tiếp giải trình và làm rõ những vấn đề mà cử tri và người dân trong huyện quan tâm. Kỳ họp đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng gồm nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nghị quyết về quyết toán ngân sách huyện năm 2017 và nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện. Sáng nay ngày 20 tháng 7, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng và 10 năm thực hiện chương trình hành động việc làm xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2007-2017. Để hưởng ứng cuộc vận động, thời gian qua Hội Người mù tỉnh Quảng Bình đã mở 20 lớp dạy chữ Braille, nâng cao kỹ năng sống cho gần 300 hội viên, mở nhiều lớp dạy nghề cho trên 300 lượt hội viên trong độ tuổi lao động. Từ nguồn vốn của Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình đã triển khai 76 dự án cho gần 750 lượt người mù vay vốn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Từ năm 2007 đến nay, đã có 51 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương dành cho người mù được xây dựng, hỗ trợ tu sửa, với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Hội luôn tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể, nhằm tạo điều kiện cho hội viên người mù được bình đẳng trong học tập, làm việc, vui chơi và hưởng các chính sách an sinh xã hội. Thông qua chương trình hành động, việc làm xóa đói giảm nghèo, nhiều người mù trên địa bàn tỉnh đã có việc làm, thu nhập ổn định, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, trở thành những tấm gương tàn nhưng không phế. Cũng trong sáng nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội chi nhánh Quảng Bình tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2018-2020. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin vào các hoạt động tuyên truyền liên quan đến công tác hội và phong trào nông dân, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá chương trình, sản phẩm của hai đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội chi nhánh Quảng Bình ưu tiên tuyển dụng lực lượng tư vấn viên dịch vụ viễn thông do Hội Nông dân tỉnh giới thiệu, hỗ trợ hội viên nông dân đẩy mạnh ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Qua công tác kiểm tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 1.000 vụ vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính trên 890 vụ. Tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu là hơn 27 tỷ đồng. Phần lớn hàng hóa vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm ma túy tổng hợp, pháo, gỗ, thuốc lá, rượu, dược phẩm. Theo đánh giá của các lực lượng chức năng,
thì thủ đoạn buôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng là rất tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm như cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cửa khẩu Ca Rong, cảng La, cảng Danh và các tuyến đường bộ, đường sắt để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ vi phạm. Thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, hiện nay tỉnh Quảng Bình vẫn đang sử dụng vaccine Quinvaxem để tiêm cho trẻ. Trước đó, từ tháng 4 năm 2018, Bộ Y tế đã cho thí điểm tiêm vaccine Comirnaty tại 4 tỉnh là Hà Nam, Kon Tum, Bình Định, Đồng Tháp để đánh giá và dự kiến triển khai nhân rộng trên cả nước vào tháng 7. Tuy nhiên, trong tháng 7 này, Quảng Bình và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước vẫn đang sử dụng vaccine Quinvaxem để tiêm cho trẻ. Sự kiện đến tháng 8, Quảng Bình sẽ dừng sử dụng vaccine Quinvaxem để đưa vaccine 5 trong 1 mới ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIT vào tiêm cho trẻ theo quy định của Bộ Y tế. Vaccine này có các thành phần giống như vaccine Quinvaxem, vì vậy những trẻ chưa tiêm đủ mũi Quinvaxem sẽ tiếp tục được tiêm vaccine Comirnaty. Vaccine Comirnaty do Ấn Độ sản xuất đạt tiêu chuẩn tiền kiểm định của Tổ chức Y tế Thế giới. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần mang ánh sáng văn hóa và đưa những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con vùng đồng bào dân tộc, thời gian qua, huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đưa thông tin hướng về cơ sở. Trong những ngày của tháng 7 này, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Minh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình tổ chức những chuyến lưu diễn phục vụ nhu cầu văn hóa văn nghệ cho đồng bào dân tộc ở các bản làng vùng biên giới. Thông qua các hình thức thông tin lưu động, cổ động trực quan và biểu diễn văn nghệ đã kịp thời tuyên truyền các sự kiện chính trị, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Thì hàng năm thì chương trình về công tác chung thì chúng tôi sẽ có một chương trình văn nghệ. Đặc biệt năm nay, Trung tâm Văn hóa huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh về thứ nhất là xóa điểm trống văn hóa ở các xã vùng sâu vùng xa biên giới, đặc biệt lồng ghép đấy là tuyên truyền toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới để đặt mục tiêu của Đảng của nhà nước đề ra. Vì chúng tôi xác định là xã dân hóa trọng hóa thì hai xã biên giới thì là xã vùng xa thì chắc người họ cũng sẽ khó khăn, nên chúng tôi là xác định là phải biểu diễn ở dân hóa trước, xong dân hóa đến trọng hóa và đến Trung Hóa và đến Hòa Hợp, các xã chúng tôi sẽ lưu diễn những ngày tiếp theo. Tại hai xã Dân Hóa và Trung Hóa, các đêm diễn văn nghệ với chủ đề chung tay xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo bà con dân bản đến xem. Các tiết mục văn nghệ tập trung chủ đề các ngày Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và tinh thần yêu lao động của người dân để góp phần cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của địa phương. Nói rằng là hôm nay được đón đoàn Trung tâm Văn hóa của tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa của huyện để phối hợp một đêm văn nghệ tại xã biên giới vùng sâu vùng xa, xã đặc biệt khó khăn. Thì hôm nay thì cũng là một đêm văn nghệ mà các tổ chức chương trình của tỉnh và huyện đem lại cho bà con nhân dân xã Dân Hóa những tiết mục thật là ý nghĩa, và sau đó thì bà con rất háo hức và bà con tập trung đi xem văn nghệ chương trình là rất đông. Thì chúng tôi cũng mong rằng trong thời gian tới thì cả các lãnh đạo cấp trên cùng tạo mọi điều kiện để tiếp tục có những chương trình văn nghệ hay hơn nữa để về biểu diễn tại xã Dân Hóa. Các chương trình biểu diễn lưu động đến với bà con vùng sâu vùng xa luôn được Trung tâm Văn hóa huyện Minh Hóa đổi mới hình thức nên luôn thu hút sự quan tâm của bà con các xã biên giới. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc rút ngắn khoảng cách về đảm bảo và hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng miền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh quốc phòng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2018. Khu vực thị trấn Đồng Lê, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 64 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 69 đến 97%. Khu vực Phong Nha, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 66 đến 98%.
Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 69 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Khu vực thị trấn Quán Hầu nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 67 đến 97%. Khu vực thị trấn Kiến Sang nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng dưới 1,5 m biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2018, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 62 đến 98%.